Hôm nay thì mình vừa làm xong một cái gia đình gà để mình quay cho mọi người xem ha. Đây là hình ảnh chú gà trống đây. Và xuống dưới đây là những chú gà con ha. Đó, mình sẽ làm hai chú gà con. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem ha. Đây là mô hình mình làm trang trí nha. Rồi, đây là chú gà mái đây. Đây là bạn gà mái nha. À, nói chú thì lại khác nữa rồi. Đây là gà mái. Đó, mình làm cho nó đứng trên một cái thảm nha. Rồi, ở đây nhìn tổng quát chung nè. Đó. Gia đình gà là bọn gồm có 4 thành viên nha. Một gà cha nè, một con gà mẹ nè, và hai con gà con. Rồi đây mình sẽ quay cận lại cho mọi người xem nha. Đây gà trống này. Đó. Tưởng đứng rất là nguy trang luôn nha. Chú gà con nè, rất là lóc nhóc đây. Rồi mong mọi người góp ý kiến cho mình ha, để mình hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại những sáng kiến sau nha.